Trong thứ Tư ngày 6 tháng 1, Thủ tướng Trudeau lo ngại về bạo lực ở Washington. Tỉnh Quebec áp đặt lệnh giới nghiêm trong lệnh khóa cửa 4 tuần. Tỉnh Ontario xem xét lệnh khóa cửa nghiêm ngặt hơn khi 3.266 ca COVID-19 mới được báo cáo trong ngày. Tỉnh cũng khởi động xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại sân bay Pearson. Đại dịch kéo dài có thể dẫn đến chủ nghĩa cực đoan, suy giảm dân chủ. Canada lên án việc bắt giữ các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Doanh số bán nhà ở Toronto tăng vọt. Bộ Y tế Canada thu hồi hàng nghìn ngọn nến vì sản xuất lỗi. Một phong trào đang dấy lên trên toàn cầu, mọi người trên khắp thế giới mặc váy ruy băng sau khi cô bé gái Saskatchewan bị làm xấu hổ vì mặc váy của mình. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada ngày 6 tháng 1 do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Thủ tướng Justin Trudeau hôm thứ Tư cho biết ông lo ngại trước hành động bạo lực của những người ủng hộ Tổng thống Trump khi xông vào tòa nhà Capitol ở Washington DC, đồng thời hy vọng tình hình sẽ sớm lắng dịu. Tôi nghĩ rằng các thể chế dân chủ của Mỹ rất mạnh và hy vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì cần làm để bảo đảm rằng người dân Canada được phục vụ tốt trong mối quan hệ của chúng ta với Hoa Kỳ, Thủ tướng Trudeau nói. Bộ trưởng Ngoại giao François-Philippe Champagne cũng phản ứng trước những hình ảnh từ Washington, nói rằng Canada vô cùng sốc. Lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole cũng lên tiếng phản đối bạo lực, lên án hành động của những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Trump là hành động tấn công nền dân chủ. Cuộc biểu tình do những người ủng hộ Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump tổ chức bắt đầu trong hòa bình, nhưng ngay sau đó đã chứng kiến các cuộc đụng độ bạo lực với cảnh sát. Theo CBC News, Tổng thống Trump kêu gọi những người ủng hộ ông đến Washington để phản đối việc Quốc hội chính thức chấp thuận chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden trong cuộc tổng tuyển cử mới đây, quá trình đang được tiến hành khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Một số nhà lập pháp của đảng Cộng hòa đã ủng hộ các lời kêu gọi của Tổng thống Trump. Cả Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đột ngột đình chỉ các thủ tục khi hàng chục người vượt qua các phạm vi an ninh tại điện Capitol. Các nhà lập pháp bên trong phòng họp của Hạ viện đã được yêu cầu phải đeo mặt nạ phòng độc khi hơi cay được bắn vào. Hình ảnh xuất hiện cảnh các quan chức an ninh cầm súng chỉ vào một số người biểu tình, rào chắn các cửa vào buồng của Hạ viện và canh gác từ bên trong bằng súng lục. Đại sứ Canada tại Hoa Kỳ cho biết tất cả nhân viên đại sứ quán ở Washington DC đều an toàn. Chúng tôi kêu gọi bình tĩnh trong thời gian này. Người Canada ở DC nên làm theo lời khuyên của chính quyền địa phương, Kirsten Hillman nói trong một bài đăng trên mạng xã hội. Sau nhiều lời kêu gọi, Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố công khai để yêu cầu những người ủng hộ ông rời khỏi điện Capitol. Tổng thống Trump đã đăng một tuyên bố video lên tài khoản Twitter của mình, nhắc lại rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và yêu cầu những người ủng hộ ông nên về nhà. Tôi biết bạn bị tổn thương. Chúng ta đã có một cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi chúng ta. Đó là một cuộc bầu cử áp đảo và mọi người đều biết điều đó, đặc biệt là phía bên kia. Nhưng bạn phải về nhà ngay bây giờ, chúng ta phải có hòa bình, Tổng thống Trump nói trong video, theo CBC News. Tỉnh Ontario khởi động xét nghiệm COVID-19 tự nguyện tại sân bay Toronto Pearson. Chính phủ Ontario đã khởi động chương trình xét nghiệm COVID-19 mới tại sân bay quốc tế Toronto Pearson Airport vào thứ Tư cho du khách quốc tế đến tỉnh này. Chương trình thí điểm sẽ miễn phí và trên cơ sở tự nguyện. Tỉnh bang cho biết du khách sẽ tiếp tục phải tuân theo quy trình cách ly 14 ngày bắt buộc sau khi đến hoặc quay trở lại Canada, bất kể họ có kết quả xét nghiệm âm tính hay dương tính. Kế hoạch đó khác với kế hoạch của tỉnh bang Alberta. Tại đó, kết quả xét nghiệm âm tính cho phép khách du lịch được miễn cách ly nếu họ cam kết thực hiện một cuộc xét nghiệm tiếp theo. Với hơn 60.000 hành khách quốc tế đến sân bay Pearson mỗi tuần, chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ rủi ro không cần thiết nào, Thủ hiến Ontario Doug Ford cho biết trong một tuyên bố. Chương trình thử nghiệm mới ở tỉnh Ontario bắt đầu vào thứ Tư với sự hợp tác của cơ quan sân bay Greater Toronto. Việc này diễn ra cùng ngày với yêu cầu của chính phủ liên bang đối với khách du lịch vào Canada phải cung cấp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính. Bắt đầu từ tối thứ Tư, tất cả các du khách trở về Canada bằng đường hàng không phải xuất trình bằng chứng về xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi lên chuyến bay.
Kể từ nửa đêm, mọi hành khách trên 5 tuổi phải xuất trình kết quả xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase PCR âm tính trong 72 giờ trước khi chuyến bay của họ khởi hành. Một số miễn trừ tạm thời đã được áp dụng cho du khách đến từ Saint Pierre and Miquelon và Haiti. Du khách khởi hành từ Caribbean hoặc Nam Mỹ có thể sử dụng kết quả xét nghiệm được thực hiện trong vòng 96 giờ trước khi khởi hành thay vì 72 giờ, cho đến ngày 14 tháng 1. Những yêu cầu xét nghiệm mới này sẽ được áp dụng song song với việc cách ly bắt buộc 14 ngày hiện có đối với khách du lịch. Các hạn chế đi lại đối với hầu hết các công nhân nước ngoài cũng được duy trì. Các nhân viên biên phòng cũng sẽ sàng lọc những hành khách bị ốm và chuyển những người có vẻ bị ốm qua các quan chức của Cơ quan Y tế Công cộng Canada để được đánh giá thêm. Lệnh cấm tạm thời đối với các chuyến bay từ Vương quốc Anh sẽ kết thúc vào tối nay khi chương trình xét nghiệm mới này được áp dụng. Đại dịch kéo dài có thể dẫn đến chủ nghĩa cực đoan, suy giảm dân chủ. Một báo cáo nghiên cứu mới của Bộ Quốc phòng cho thấy, đại dịch COVID-19 càng hoành hành thì chủ nghĩa cực đoan cánh hữu càng mạnh và các mối đe dọa khác ở Canada và trên toàn thế giới càng có khả năng bùng phát. Báo cáo này được nhóm nghiên cứu của Bộ Quốc phòng chuẩn bị vào tháng 10 cho các nhà hoạch định Liên minh quân sự NATO. Báo cáo cũng đưa ra một loạt các thách thức chính trị, kinh tế và an ninh có thể xuất hiện hoặc trở nên nổi bật hơn tùy thuộc vào thời gian đại dịch diễn ra. Trong trường hợp tốt nhất, COVID-19 được kiểm soát vào cuối năm nay. Bản báo cáo cũng đưa ra các hệ lụy tiềm ẩn nếu đại dịch kéo dài qua năm 2023 và trường hợp xấu nhất là năm 2025. Trường hợp tốt nhất cũng cho thấy các loại vaccine hiệu quả được tung ra nhanh chóng. Điều này không chỉ khởi động sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ mà còn tăng cường niềm tin vào chính phủ, các tổ chức quốc tế và khoa học có vai trò chấm dứt đại dịch. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó xảy ra, theo báo cáo của Bộ Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Canada, chúng ta có thể mong đợi rằng các quốc gia đối địch sẽ vẫn là những quốc gia đã được xác định trước đại dịch, bao gồm Trung Quốc, Iran, Triều Tiên và Nga. Điều này cũng đúng với chủ nghĩa cực đoan cánh hữu. Báo cáo cho biết chủ nghĩa này đã gia tăng trên khắp thế giới và có khả năng sẽ tiếp tục gia tăng. Chính phủ tự do liên bang đã xác định sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan và căm thù cánh hữu là mối đe dọa lớn đối với Canada. Trong khi lực lượng vũ trang Canada đã bắt đầu nỗ lực loại bỏ hành vi và tư tưởng đó ra khỏi tổ chức của mình, sự tin tưởng của công chúng đối với chính phủ, đặc biệt tại các nền dân chủ như Canada, cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn nếu đại dịch vẫn còn tồn tại. Tương tự, niềm tin vào các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc và NATO cũng sẽ bị xói mòn. Canada lên án việc bắt giữ các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Canada đang lên án vụ bắt giữ hơn 50 nhà hoạt động ủng hộ dân chủ và các nhà lập pháp cũ ở Hồng Kông. Những người bị cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia mới bằng cách tham gia vào các cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức cho cơ quan lập pháp của khu vực này vào năm ngoái. Việc bắt giữ hàng loạt các nhà hoạt động và chính trị gia ở Hồng Kông là một sự đàn áp nghiêm trọng đối với chủ nghĩa đa nguyên chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao François-Philippe Champagne cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Chúng tôi kêu gọi thả họ ngay lập tức, ông viết. Hãng tin AP đưa tin rằng tất cả các ứng cử viên ủng hộ dân chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ không chính thức đã bị bắt giữ. Theo thông tin về các vụ bắt giữ được báo cáo bởi South China Morning Post, Now News và các nhóm chính trị, ít nhất 7 thành viên của Đảng Dân Chủ Hồng Kông, đảng đối lập lớn nhất của thành phố, cũng bị bắt. Phát biểu sau đó trong ngày, Bộ trưởng Champagne nói rằng Canada sẽ luôn bên cạnh 300.000 người Canada hiện đang sống ở Hồng Kông. Ông nói rằng Canada sẽ đáp trả vụ bắt giữ cùng với các đồng minh của mình. Chính phủ tỉnh Quebec áp đặt lệnh giới nghiêm trong 4 tuần và gia hạn đóng cửa các trường trung học và các cơ sở kinh doanh trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của COVID-19. Thủ hiến François Legault cho biết các biện pháp khóa cửa sẽ bắt đầu vào thứ Bảy tuần này cho đến 8 tháng 2. Các biện pháp này bao gồm lệnh giới nghiêm trên toàn tỉnh từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng, các cửa hàng tạp hóa đóng cửa lúc 7 giờ 30 tối, tiền phạt nếu vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ là 1.000 đô đến 6.000 đô. Các cơ sở kinh doanh không thiết yếu sẽ bị đóng cửa nhưng vẫn được phép đón khách trên lề đường. Các nhà hàng, phòng tập thể dục và nhà hát sẽ vẫn đóng cửa. Các trường tiểu học sẽ mở cửa theo kế hoạch vào ngày 11 tháng 1, nhưng trẻ em lớp 5 và 6 sẽ phải đeo khẩu trang.
các trường trung học sẽ vẫn đóng cửa trong một tuần nữa, khai giảng vào ngày 18 tháng 1. Tỉnh Quebec đã báo cáo thêm 2.641 ca nhiễm mới và 47 ca tử vong. Tỉnh dự kiến sẽ tiêm chủng cho 250.000 người cho đến đầu tháng 2, khi thủ hiến Legault có kế hoạch dỡ bỏ một số biện pháp hạn chế. Những người này bao gồm tất cả những người sống tại viện dưỡng lão và hơn một nửa số nhân viên chăm sóc sức khỏe của tỉnh. Trong khi đó, tỉnh Ontario báo cáo thêm 3.266 ca COVID-19 mới và 37 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới, có 805 ca ở Toronto, 523 ở vùng Peel, 349 ở vùng York, 208 ở Windsor Essex và 206 ở Waterloo. Ở miền Nam Ontario, bệnh viện khu vực Windsor cho biết rằng một lượng lớn bệnh nhân với COVID-19 cần nhập viện đã buộc cơ sở này phải bắt đầu chuyển một số bệnh nhân đến các bệnh viện trong khu vực khác. Trong khi đó, tại khu vực Hamilton, một giám đốc điều hành mạng lưới bệnh viện là nhà lãnh đạo mới nhất phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc đi du lịch. Tiến sĩ Tom Stewart, giám đốc điều hành của hệ thống y tế St. Joseph và y tế Niagara, đã đến Dominican Republic vào tháng 12. Ông Stewart đã xin lỗi trong một tuyên bố và bày tỏ sự hối tiếc về chuyến đi này. Ông từ chức khỏi các nhóm tư vấn cho tỉnh về COVID-19. Trong khi đó, thủ hiến Doug Ford cho biết tỉnh sẽ xem xét thực hiện các biện pháp khóa cửa nghiêm ngặt hơn, bao gồm cả việc có thể đóng cửa các trường học để hạn chế sự gia tăng của các ca COVID-19. Liên đoàn Giáo viên Tiểu học Ontario đã đưa ra một tuyên bố hôm nay kêu gọi tỉnh không nên cho trẻ em trở lại học trong tình trạng khóa cửa. Tính đến tối ngày 6 tháng 1, Canada báo cáo thêm 8.156 ca COVID-19, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 626.800 ca, với 77.983 ca còn bệnh. Có trên 531.000 ca đã phục hồi, số ca tử vong là 16.369. Tại các tỉnh vùng thảo nguyên Prairie, tỉnh Manitoba có 176 ca nhiễm mới và thêm 10 ca tử vong. Phó Giám đốc Y tế Công cộng của tỉnh cho biết còn quá sớm để nới lỏng các hạn chế trong lệnh y tế công cộng dự định sẽ hết hạn vào ngày 8 tháng 1. Tỉnh Saskatchewan có thêm 277 ca nhiễm mới và 9 ca tử vong. Tại tỉnh Alberta, hơn 200 bác sĩ đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi tỉnh ưu tiên tiêm chủng cho tất cả các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại các phòng COVID-19 chuyên dụng của tỉnh. Trong ngày thứ tư, tỉnh ghi nhận 1.123 ca nhiễm mới và 25 ca tử vong. Tỉnh British Columbia có 625 ca bệnh mới và 8 ca tử vong. Tổng số ca COVID-19 toàn tỉnh đã vượt qua mức 55.000 ca. Một cảnh báo sức khỏe cộng đồng vẫn có hiệu lực đối với khu vực Revelstoke ở đông nam BC, nơi lây truyền trong cộng đồng và các ca mới đã tăng lên đáng kể, vượt qua tổng số 85 ca trong ngày gần đây. Tỉnh hiện có 6.343 ca còn bệnh. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, New Brunswick đã lập kỷ lục mới trong ngày với 31 ca nhiễm COVID-19 mới. Thủ hiến Andrew Furey của Newfoundland đã kéo dài thời gian gián đoạn việc du lịch trong khu vực Đại Tây Dương thêm một tháng, có nghĩa là bất kỳ ai đi du lịch từ bất kỳ tỉnh nào khác ở Canada vào vùng này vẫn phải tự cách ly trong 14 ngày. Tỉnh không có ca COVID-19 mới nào. Prince Edward Island hiện đã gỡ bỏ một số hạn chế về đại dịch đưa ra vào đầu tháng 12, bao gồm cả việc cho phép khán giả trở lại một số sự kiện thể thao. Tỉnh đã báo cáo thêm một ca bệnh mới. Nova Scotia có 12 ca bệnh mới. Ở miền Bắc, Nunavut khởi động nỗ lực tiêm chủng hôm nay cho những người lớn tuổi ở Iqaluit. Lãnh thổ Yukon cũng vậy. Sự tức giận của phe đối lập về việc tù nhân được tiêm phòng COVID-19 gây ra phản ứng dữ dội. Đảng bảo thủ đang lên kế hoạch hạn chế một số tù nhân trong các nhà tù liên bang được tiêm vaccine chống lại COVID-19 bắt đầu từ tuần này. Tuy nhiên, sự tức giận của họ đang làm dấy lên phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ quyền của tù nhân. Hiệp hội các sĩ quan cải huấn cho biết có tới 600 tù nhân sẽ bắt đầu nhận vaccine COVID-19, ưu tiên những tù nhân cao tuổi, ốm yếu và dễ bị mắc bệnh nhất. Nhưng điều này đã khiến nhà lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole tức giận. Ông lên Twitter để nói rằng không nên tiêm vaccine cho tội phạm trước nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu. Luật sư biện hộ hình sự Alison Craig, người đã đấu tranh trong nhiều vụ án về quyền lợi tù nhân, tuyên bố lập luận này là thiếu hiểu biết và nông cạn.
lưu ý rằng các nhà tù là điểm nóng bùng phát và các tù nhân có nguy cơ cao bị nhiễm bệnh. Luật sư Craig nói, khi bạn ở trong tù, bạn không thể giãn cách xã hội, đơn giản là không có cách nào để bảo vệ mọi người. Bà cũng lưu ý rằng đây là vấn đề an toàn cho cộng đồng xung quanh các nhà tù, vì COVID-19 bùng phát trong các nhà tù đã góp phần làm quá tải các bệnh viện và khiến các quản giáo gặp rủi ro. Doanh số bán nhà ở Toronto tăng vọt lên 64,5% khi hoạt động căn hộ tăng lên. Thị trường nhà lớn nhất của Canada đã nóng lên trong tháng cuối cùng của năm 2020, khi thị trường căn hộ ở Toronto có dấu hiệu tươi mới với doanh số bán tất cả các loại bất động sản tăng vọt. Doanh số bán nhà ở khu vực đại đô thị Toronto đã tăng 64,5% so với cùng kỳ năm ngoái, khi có 7.180 bất động sản được sang tay, theo dữ liệu do Ủy ban Bất động sản khu vực Toronto công bố. Giá bán trung bình cho tất cả các căn nhà được bán trong tháng 12 là 932.222, tăng 11,2% so với một năm trước đó. Nhà biệt lập là loại bất động sản nóng nhất vì giá bán trung bình tăng 17,7% lên 1,24 triệu đô la. Trong khi đó, sau 3 tháng liên tiếp sụt giảm doanh số bán hàng, thị trường căn hộ ở khu vực GTA đã hồi phục. Doanh số bán hàng đã tăng 75,4% so với năm ngoái. Tuy nhiên, giá căn hộ vẫn chịu áp lực, đặc biệt là ở thành phố Toronto, nơi mức trung bình giảm 4,7% so với tháng 12 năm 2019. TC Energy mời đấu thầu cho đường ống Keystone. Công ty ở Calgary xây dựng đường ống Keystone XL đang kêu gọi các hãng vận chuyển dầu đấu thầu cho công suất dự kiến sẽ được cung cấp khi đường ống mở cửa trong khoảng 2 năm nữa, bất chấp việc Tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ cam kết sẽ chấm dứt dự án này. Người phát ngôn của TC Energy, Terry Kunha, cho biết, khi Keystone XL được hoàn thành, công suất khoảng 80.000 thùng dầu mỗi ngày sẽ được giải phóng khỏi hệ thống đường ống xuất khẩu Keystone hiện tại. Việc khởi động mùa đấu thầu để tìm kiếm các cam kết mua dầu đang được thực hiện bất chấp lời hứa tranh cử vào mùa xuân năm ngoái của Tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ, ông Joe Biden, là dẹp bỏ dự án Keystone XL. Ông dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Bất chấp rủi ro đó, TC Energy vẫn đang tiến hành xây dựng, kể từ khi công bố quyết định khởi công vào tháng 3 năm ngoái sau khi chính phủ Alberta đồng ý đầu tư khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ làm vốn chủ sở hữu và bảo đảm khoản vay 4,2 tỷ đô la Mỹ cho dự án. Keystone XL được thiết kế để bổ sung thêm công suất xuất khẩu khoảng 830.000 thùng dầu mỗi ngày từ tỉnh Alberta đến Nebraska. Hệ thống Keystone hiện tại có khả năng vận chuyển khoảng 590.000 thùng một ngày từ Alberta đến các thị trường lọc dầu ở Trung Tây và bờ vịnh của Hoa Kỳ. Bộ Y tế Canada thu hồi hàng nghìn ngọn nến vì sản xuất lỗi. Bộ Y tế Canada đã thu hồi một số loại nến nhãn hiệu Revive vì bị làm sai cách. Việc thu hồi ảnh hưởng đến một số loại nến làm từ đậu nành, có ba bớt, có hương thơm hiệu Revive, được đựng trong lọ thủy tinh có nắp kim loại trang trí. Nến mùi Winter Cedar và Warm Spice Latte được phát hiện là rất dễ cháy, theo cảnh báo của Bộ Y tế Canada đưa ra hôm thứ Ba. Thông báo thu hồi cho biết ngọn lửa cao của ngọn nến có thể đốt cháy bề mặt của sáp, tạo ra lửa và gây cháy. Theo nhà sản xuất Malaluka có trụ sở tại Hoa Kỳ, việc thu hồi ảnh hưởng đến 3.103 cây nến được bán vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Bộ Y tế Canada cho biết bất kỳ ai có một trong những loại nến này ở nhà nên ngừng sử dụng ngay lập tức. Cắt cả ba bớt càng ngắn càng tốt, sau đó ném nến vào thùng rác. Người tiêu dùng có thể liên hệ với Malaluka Canada theo số điện thoại miễn phí 1-800-742-8094 để biết thêm thông tin. Giờ hoạt động từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Cho đến nay vẫn chưa có ai bị thương bởi những ngọn nến này. Một phong trào đang dấy lên trên toàn cầu, mọi người trên khắp thế giới mặc váy ruy băng sau khi cô bé gái Saskatchewan bị làm xấu hổ vì mặc váy của mình. Những người từ xa đến tận Đức và Puerto Rico đã thể hiện sự ủng hộ đối với cô bé 10 tuổi, người bản địa, Code First Nation. Cuộc sống của một cô bé gái 10 tuổi, người Saskatchewan, đã được làm bừng sáng bởi những chiếc váy ruy băng đầy màu sắc của phụ nữ trên toàn cầu,
sau khi cô bé bị xấu hổ vì mặc đồ của chính mình. Isabella Kulak, một thành viên của người bản địa Code First Nation ở phía đông Saskatchewan, đã quyết định mặc váy ri băng đến trường của cô bé ở Kamsack cho một ngày trang trọng vào tháng 12. Nó màu đen với rất nhiều bông hoa trắng và một dải ri băng màu xanh lam, xanh lá cây và đen trên đó. Tôi thích vì Farah của tôi đã may nó cho tôi và nó rất phù hợp với tôi, bé Isabella Kulak nói hôm thứ Hai trong một cuộc phỏng vấn với CBC News. Bộ quần áo bản địa truyền thống mà Isabella và chị gái mặc thể hiện sức mạnh, tính phụ nữ và bản sắc, nhưng niềm kiêu hãnh của cô bé đã bị tước bỏ khi một trợ lý giáo dục tại trường Kamsack Comprehensive Institute so sánh trang phục của cô bé với trang phục của một cô bé khác. Ông Chris Kulak, cha của Isabella, nói rằng ông có thể nhận ra điều gì đó không ổn khi con gái mình đi học về. Ông nói rằng trợ lý giáo dục nói với cô bé học sinh lớp 5 này rằng váy và áo sơ mi không hợp với nhau của cô bé không phù hợp cho ngày trang trọng. Người trợ lý cho biết Isabella lẽ ra phải mặc một bộ trang phục tương tự như của một học sinh khác, người đang mặc một chiếc váy mua ở cửa hàng. Chúng tôi nhận thấy điều đó rất phản cảm, đặc biệt là với văn hóa đan xen với váy ri băng và sự thiêng liêng đằng sau nó đối với phụ nữ bản địa và đối với nhiều phụ nữ tham gia chế tạo váy và coi đó là một phần di sản của họ. Ông Chris Kulak nói với The Morning Edition của CBC Radio, cô bé Isabella bị xấu hổ vì trang phục truyền thống của mình, ông nói. Váy ri băng theo truyền thống được phụ nữ và trẻ em gái mặc trong các nghi lễ bản địa, nhưng quần áo này cũng được sử dụng để ủng hộ các nguyên nhân như phụ nữ và trẻ em gái bản địa bị mất tích và bị giết. Những chiếc váy thủ công bày tỏ lòng kính trọng đối với đất mẹ và ban đầu được làm từ da thú và trang trí bằng các vật liệu thu thập thủ công. Khi da thú trở nên khan hiếm, phụ nữ đã thích nghi và sử dụng ri băng và vải mà họ mua bán với những người định cư. Đàn ông bản địa cũng mặc áo sơ mi ri băng. Váy có một ý nghĩa khác nhau đối với những người mặc nó, nhưng với nhiều người, váy là biểu tượng của sự kiên cường. Chi tiết về trải nghiệm của Isabella đã được xác nhận bởi một cuộc điều tra của bộ phận Good Spirit, tinh thần tốt, của trường và đã được đăng trên Facebook bởi dì của Isabella. Trong nhiều tuần nay, mọi người từ khắp Canada và từ Đức và Puerto Rico đã chia sẻ hình ảnh và video về việc họ mặc váy hoặc áo sơ mi dải ri băng của riêng họ để thể hiện sự ủng hộ dành cho Isabella. Ông Chris, cha của Isabella, nói, cô bé Isabella là chất xúc tác cho một phong trào đã được chờ đợi để lộ diện trong một thời gian dài. Chúng tôi choáng ngợp với sự tích cực trên Facebook. Ông Chris, người không sử dụng Facebook, cho biết, phản ứng trực tuyến đã biến trải nghiệm tiêu cực thành tích cực đối với gia đình Kulak của ông. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả những người đó vì những thông điệp tích cực của họ. Đó là cách chúng tôi giúp nhau hàn gắn thông qua sự tích cực, ông nói. Một sĩ quan RCMP đã nghỉ hưu từ Đức, từng làm việc ở Kamsack, đã gửi cho Isabella $100 sau khi nghe câu chuyện của cô và chúc cô bé một Giáng sinh vui vẻ. Ngay cả nam diễn viên Nathaniel Arkan cũng lên tiếng. Isabella cho biết, một diễn viên của chương trình truyền hình mà bố tôi thích, North of 60, ông ấy đã nói với tôi vài điều rằng họ tự hào về tôi. Thật là tuyệt khi có một diễn viên làm điều đó. Vào thứ Hai, ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ, một cuộc tuần hành đã được tổ chức để đưa Isabella đến trường và tổ chức một buổi lễ. Phụ nữ mặc váy ri băng của họ, nam giới mặc áo sơ mi ri băng của họ, một nhóm trống biểu diễn và các tù trưởng từ cộng đồng bản địa First Nations xung quanh cũng đến tham dự. Bộ phận Good Spirit của trường đã xin lỗi gia đình và đã gặp gỡ với lãnh tụ của Code First Nation. Sự thể hiện tình cảm và niềm tự hào dành cho Isabella và váy ri băng vẫn tiếp tục trên mạng. Ông Chris cho biết phong trào truyền thông xã hội đã truyền sức mạnh và truyền cảm hứng cho Isabella và 6 cô con gái khác của ông. Tất cả những người này tiếp cận từ tất cả các khu vực khác nhau trên thế giới, chỉ cho cô bé Isabella thấy có bao nhiêu dì và chị em, những người bạn thân mà cô bé có khắp nơi trên thế giới và thực sự cảm nhận nỗi đau xấu hổ của cô bé. Và chắc chắn sẽ chia sẻ niềm tự hào trong chiếc váy cùng cô bé Isabella, ông Chris nói. Vì vậy, cô bé đã học được rất nhiều và cô bé biết rằng có một quốc gia tuyệt vời đằng sau cô bé.
Nhà thờ trung tâm Okanagan bị phạt $2,300 vì tụ tập đông người. Cảnh sát hoàng gia RCMP Kelowna ở tỉnh BC cho biết một nơi thờ tự ở trung tâm Okanagan đã bị phạt vào tháng trước vì vi phạm các quy tắc y tế của tỉnh về việc tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch coronavirus đang diễn ra. Cảnh sát không nêu tên nhà thờ, nằm dọc theo dãy nhà số 1600 của Harvey Avenue, nhưng cho biết một đại diện đã bị phạt $2,300 do vi phạm trong buổi sáng ngày 19 tháng 12. RCMP của Kelowna cho biết đây là lần thứ hai trong hai tuần các sĩ quan đến nhà thờ, với sự cố đầu tiên diễn ra vào ngày 6 tháng 12. Trong cuộc tuần tra ban đầu, các sĩ quan đã phản ứng với một cuộc gọi về việc tụ tập đông người. Cảnh sát tiếp cận bằng cách giáo dục người dân về các quy định y tế hiện tại nhằm cố gắng đạt được sự tuân thủ từ nhà thờ. Tuy nhiên, hai tuần sau, vào ngày 19 tháng 12, cảnh sát cho biết họ một lần nữa phản ứng với cuộc gọi về một cuộc tụ tập tôn giáo lớn tại nơi thờ tự này. RCMP Kelowna cho biết đơn khiếu nại đã được đưa ra và một đại diện của hội thánh đã bị phạt số tiền $2,300 vì không tuân thủ lệnh của nhân viên y tế. Sau đây là cập nhật về đồng đô la Canada và giá vàng. Đô la Canada ổn định khi cuộc nổi loạn ở Washington làm nhà đầu tư lo ngại. Đồng đô la Canada ít thay đổi so với đồng đô la Mỹ vào thứ Tư, trở lại từ mức cao nhất gần 3 năm trước đó trong ngày khi các nhà đầu tư bán tháo cùng các cuộc biểu tình ở Washington đã hạn chế sự chuộng rủi ro. Đồng loonie được giao dịch gần như không thay đổi ở mức 1,2674 so với đồng bạc xanh, tức tương đương 78,90 cent Mỹ. Trước đó, nó đã chạm mức trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2018 ở mức 1,2630, khi các nhà đầu tư đặt cược rằng Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát sẽ có nhiều kích thích tài chính hơn. Giá dầu, một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Canada, đã cao hơn 1,4% ở mức $50.63 một thùng sau khi Ả Rập Xê Út tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng và do tồn kho dầu thô của Mỹ giảm trong tuần gần nhất. Lợi tức trái phiếu chính phủ Canada tăng. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản lên 0,753%. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng $0.7870 theo Bank of Canada. Trong khi đó, thì giá vàng trượt hơn 2% khi đồng đô la phục hồi, lợi tức kho bạc Hoa Kỳ tăng vọt. Vàng giảm hơn 2% vào thứ Tư do đồng đô la phục hồi khi lợi tức kho bạc Hoa Kỳ tăng mạnh, với các nhà đầu tư đặt cược vào một chiến thắng của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Thượng viện Hoa Kỳ ở Georgia. Vàng giao ngay giảm 2,1% xuống $1,907.75 một ounce vào lúc 1 giờ 46 chiều, trước đó đạt mức cao nhất gần 2 tháng ở mức $1,959.01 một ounce. Giá vàng tương lai của Mỹ giảm 2,3% ở mức $1,908.60 một ounce. Lợi tức kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên tăng trên 1% kể từ tháng 3, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng vốn không sinh lãi suất. Chỉ số đô la ổn định sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin Canada của ngày 6 tháng 1 do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel. Xin mời quý vị subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo nhé. Và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức. Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và bình an. Một năm mới thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.